Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Ngành thuế Lào Cai quyết tâm phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách nhà nước của năm 2017. Bệnh đái tháo đường đang ngày càng gia tăng, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy, ngày 14 tháng 11 hàng năm được chọn là ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường 1992-2017 và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ban ngành cùng đại diện một số trường đại học cao đẳng trong toàn quốc. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Lào Cai, được thành lập năm 1992 và được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào tháng 10 năm 2000. Từ một vài ngành đào tạo những năm đầu, đến nay trường đã có 25 mã ngành đào tạo, 118 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 6 tiến sĩ trên 80 thạc sĩ. Sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà còn là cơ sở để nhà trường trở thành trường đại học trong tương lai. Từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo được gần 2 vạn giáo viên hệ chính quy, trình độ cao đẳng và trung cấp. Trong đó đa số là con em các dân tộc thiểu số, liên kết đào tạo trình độ cử nhân 2.899 giáo viên, đào tạo liên thông trình độ cao đẳng trên 3.000 giáo viên và bồi dưỡng cho gần 4.000 giáo viên cán bộ quản lý giáo dục. Hiện nay, quy mô đào tạo tại nhà trường vẫn cơ bản được giữ ổn định. Lưu lượng của tất cả các hệ và trình độ đào tạo trung bình từ 2.500 người trên năm. Chất lượng đào tạo ngày càng được chú trọng, nâng cao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đã đạt được của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trong 25 năm qua. Đồng thời khẳng định những thành tích và kết quả đó là kết tinh ý chí, nghị lực và công sức của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, học sinh, sinh viên nhà trường, góp phần đáng kể vào sự phát triển của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu, trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung vào một số trọng tâm như chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác trong môi trường giáo dục, đại học và phù hợp với định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực khi trường đại học của tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc sáp nhập và nâng cấp thành trường đại học của tỉnh Lào Cai. Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và đào tạo nghề cho con em của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai và của các tỉnh lân cận trong khu vực. Thành tích, những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của tỉnh Lào Cai sau 25 năm tái lập tỉnh rất đáng trân trọng và tự hào. Trong giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi mỗi cán bộ, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Tập thể sư phạm nhà trường cần có sự chỉ mình mạnh mẽ theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, chú trọng việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và cơ chế quản lý một cách thiết thực, phù hợp, đáp ứng tốt cho nhu cầu của xã hội và yêu cầu của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Và trong dịp này, tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh dành sự quan tâm ủng hộ tích cực hơn nữa để đề án thành lập trường đại học của tỉnh Lào Cai sớm trở thành hiện thực, và đây cũng chính là một mục tiêu quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã trao bằng khen cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều tập thể cá nhân cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong dịp này. Sau buổi lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thăm phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường. Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại thành phố Lào Cai, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã tổ chức gặp mặt gần 400 khách hàng khu vực tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản là một trong những doanh nghiệp chuyên doanh phân bón lớn nhất Việt Nam.
hàng năm công ty nhập khẩu từ 500.000 đến 600.000 tấn phân bón hóa học các loại. Ngoài ra, đơn vị còn đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất phân bón Supelan và NPK, sản xuất kinh doanh bao bì. Hiện công ty có mạng lưới cung ứng phân bón lớn với trên 500 cán bộ công nhân viên, các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và hàng trăm đại lý, khách hàng cấp 1 trải rộng 3 miền Bắc Trung Nam. 8 năm liên tục, công ty được xếp hạng cao trong 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Riêng nhà máy sản xuất Supelan và NPK tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng có thiết bị và công nghệ tiên tiến gần vùng nguyên liệu apatit nên chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, tạo được uy tín đối với khách hàng. Tại buổi gặp mặt, công ty cổ phần vật tư nông sản đã giới thiệu tới khách hàng một số loại phân bón, cách thức bón phân phù hợp với từng loại cây trồng, khí hậu, thổ nhưỡng của mỗi vùng miền. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, những sản phẩm của công ty đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng cho bà con nông dân cả nước nói chung và của hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu nói riêng. Thời gian tới, công ty cần tiếp tục đồng hành với người nông dân trong quá trình sản xuất, đầu tư dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cần tạo ra những sản phẩm phân bón tốt, giúp cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân thu được kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, Đoàn Giám sát Công tác Quản lý Nhà nước về An toàn Vệ sinh Thực phẩm Lào Cai sẽ tiến hành giám sát tại một số sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Sáng nay 14 tháng 11, đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Công Thương Lào Cai. Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện tỉnh Lào Cai có 2.500 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý, trong đó 500 cơ sở sản xuất, 2.000 cơ sở kinh doanh. Về cơ bản, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành đi vào nề nếp. Các cơ sở có ý thức chấp hành điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Ngành chú trọng tuyên truyền tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đối với công tác kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra gần 1.740 cơ sở. Số cơ sở chấp hành tốt chiếm trên 80%, số cơ sở vi phạm 341, xử phạt hành chính trên 600 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm phạt trên 1 tỷ 560 triệu đồng. Cũng theo đánh giá của Sở Công Thương, hiện công tác quản lý nhà nước của ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Điển hình như số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đa phần là các hộ nhỏ lẻ và luôn có biến động, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tại địa phương, lực lượng quản lý chuyên ngành chưa được bố trí đồng bộ, không có trình độ chuyên môn sâu, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho kiểm tra, kiểm soát còn thiếu, dẫn đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn bất cập. Việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các chợ, đặc biệt là chợ nông thôn, chợ cóc, chợ tạm, chợ phiên còn bất cập. Từ thực trạng trên, ngành công thương kiến nghị tỉnh đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm để có thông tin chính xác, kịp thời về mức độ vi phạm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị xã hội, vận động nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 287 về việc triển khai đề án đo sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020. Trong đó, thông qua hoạt động này sẽ đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, các cơ quan nhà nước sẽ nắm bắt được những yêu cầu, mong muốn của người dân cũng như doanh nghiệp, từ đó có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình. Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, đó là tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước, thủ tục hành chính, công chức giải quyết công việc, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và tiếp nhận giải quyết phản ánh kiến nghị. Việc đo lường sẽ được thực hiện bằng hình thức chọn mẫu điều tra xã hội học. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao trách nhiệm cụ thể đối với tất cả các đơn vị địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt đề án. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi tới một số cục hải quan tỉnh, thành phố để điều chỉnh giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, ở đợt điều chỉnh này có thêm 7 cục hải quan phải điều chỉnh tăng thu ngân sách, đó là các cục hải quan Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lào Cai, Bình Định, Cao Bằng, Đắk Lắk, Cà Mau. Trong các đơn vị này, cục hải quan phải điều chỉnh tăng nhiều nhất là cục hải quan Quảng Ninh, tăng thêm 800 tỷ đồng.
nâng tổng số chỉ tiêu phải thu của cục này lên 9.800 tỷ đồng. Tiếp đó là Cục Hải quan Quảng Ngãi tăng thêm 100 tỷ đồng, nâng tổng số chỉ tiêu phải thu của cục này lên 900 tỷ đồng. Cục Hải quan Lào Cai và Cao Bằng tăng thêm 50 tỷ đồng. Được biết, việc điều chỉnh này được Tổng cục Hải quan căn cứ vào tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm tại mỗi đơn vị và hoạt động xuất nhập khẩu thực tế tại từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đạt tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 7.000 tỷ đồng, trong đó riêng số thu qua ngành thuế là gần 5.000 tỷ đồng, chiếm hơn 2/3. Để đạt mục tiêu đề ra, hiện ngành thuế Lào Cai đang tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thu, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo Cục Thuế Lào Cai, tính đến hết tháng 10, thu ngân sách nhà nước qua ngành thuế trên địa bàn tỉnh là trên 3.830 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao và đạt trên 75% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu từ đất, thu tiền sử dụng đất chiếm phần lớn với trên 700 tỷ đồng, đạt 175% dự toán Trung ương giao và trên 80% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, để đạt được số thu trên là một nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn ngành thuế Lào Cai. Ngành thuế Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2017, phấn đấu để hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. Thì do năm nay một số các doanh nghiệp thì cũng gặp những không ít khó khăn về cái công tác về ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất thì chưa được giá bán vẫn còn chưa được tăng cao. Và đồng thời, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại thì cũng còn chưa được, qua như vậy là phát triển mạnh như những năm trước. Các giải pháp mà Cục Thuế Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các chi cục, đơn vị tập trung thực hiện đó là rà soát, nắm chắc số lượng người nộp thuế và các nguồn thu trên địa bàn, phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực để có giải pháp thu phù hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo thẩm quyền. Tại các chi cục thuế trực thuộc, trên tinh thần chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, tùy điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá nhân ở địa phương, các chi cục đã có sự vận dụng triển khai giải pháp tăng thu cho ngân sách nhà nước và đạt kết quả tích cực. Nhiệm vụ còn lại của hơn một tháng thì chúng tôi sẽ tổ chức quyết liệt, sẽ đẩy mạnh tổ chức thu ngân sách làm sao đấy để đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Với một cái đó là một số các nhiệm vụ đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tổ chức đi thu và đôn đốc thu nợ đối với những các doanh nghiệp còn nợ thuế, dùng tất cả các cái biện pháp theo cái quy trình quản lý nợ của Tổng cục Thuế để làm sao để thu hồi nợ một cách hiệu quả nhất. Cái thứ hai là phối kết hợp với lại các cơ quan ban ngành của huyện cũng như là các cơ quan, các ban quản lý dự án của các sở ban ngành, rồi là kho bạc tỉnh, kho bạc huyện, làm sao thu đối với lại các cái doanh nghiệp có cái hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hậu Thắng, thu cái vãng lai 2% về cho ngân sách của huyện. Mặc dù đạt được con số khả quan từ thu ngân sách nhà nước qua ngành thuế trong 10 tháng qua, tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai, để đạt được chỉ tiêu thu gần 5.000 tỷ đồng theo dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là một thách thức lớn đối với ngành thuế. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có không ít doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, tỷ lệ tồn đọng sản phẩm còn ở mức cao đã tác động trực tiếp đến số thu qua ngành. Từ thực tế này, Cục Thuế tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn thành kế hoạch giao. Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để coi vậy đôn đốc các khoản thuế đã phát sinh mà các doanh nghiệp còn nợ ở trên địa bàn để sớm nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý chặt chẽ các nguồn mới phát sinh để đưa vào quản lý đôn đốc nộp ngay để nhằm mục đích tức là tăng thu ngân sách và số tiền kịp thời vào ngân sách nhà nước để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà tỉnh đã giao. Cùng với các giải pháp trên, Cục Thuế Lào Cai cũng chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về ủy nhiệm thu, tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử, chống thất thu doanh nghiệp ngoài quốc doanh và kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ, tạo tâm lý thoải mái cho người nộp thuế.
cùng với việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung được tổ chức hàng năm cũng là dịp để các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán tại hội chợ, công tác quản lý thị trường tại hội chợ đã luôn được các lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung là cơ hội tốt để giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm, nên phần lớn các đơn vị tổ chức cá nhân xem tham gia hội chợ là dịp để mang hàng hóa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Vì thế, cần phải là hàng hóa đảm bảo chất lượng để tạo thiện cảm, thu hút người tiêu dùng tiếp tục sử dụng. Công ty nhãn mác đầy đủ và cái sản phẩm thì có nguồn gốc xuất xứ. Thông qua đây thì công ty muốn giới thiệu quảng bá các sản phẩm. Đấy. Mình tránh được cái hàng giả hàng nhái của sản phẩm. Qua đó mình khẳng định cái uy tín và chất lượng của sản phẩm của doanh nghiệp. Cô thấy năm nay hội chợ của mình là phong phú hơn năm ngoái rất là nhiều. Diện tích coi như là năm nay có một khu như năm ngoái có một khu, nhiều năm có một khu, nhưng năm nay tỏa ra 3-4 khu. Rất là nhiều mà rộng rãi. Hàng hóa cô thấy phong phú hơn, đẹp hơn. Và cô cũng đã hỏi giá ở một số cửa hàng cô thấy cũng hợp lý. Xác định hội chợ có quy mô tổ chức lớn, số lượng gian hàng tham gia nhiều. Đây sẽ là cơ hội cho những người kinh doanh bất chính lợi dụng để buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vì vậy, là đơn vị trực tiếp được giao quản lý thị trường tại hội chợ năm nay, đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai đã duy trì lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa tham gia bày bán tại hội chợ. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số ít đơn vị doanh nghiệp cá nhân vi phạm các quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thực hiện niêm yết giá, không có hạn sử dụng. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời tịch thu các mặt hàng vi phạm quy định. Các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị mà đi theo bán hàng tại hội chợ ấy, thì cơ bản là cũng có ý thức chấp hành. Thứ nhất là về hàng hóa, cái nhãn mác tương đối là đầy đủ. Thứ hai là về giá cả cũng niêm yết. Cái thứ ba nữa là về cái những cái mặt hàng mà có cái dấu hiệu mà nhái các thương hiệu thì về cơ bản chúng tôi kiểm soát thì thấy nó vẫn còn cái hiện tượng. Ví dụ như là những cái hàng mặt hàng về thời trang, giày dép hoặc là một số cái hàng tiêu dùng, ví dụ như là cái đồ điện. Thế tuy nhiên là qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng đã xử lý một số đơn vị. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, người tiêu dùng tham gia mua sắm tại hội chợ cũng nên chú ý chỉ lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và lưu ý đến hạn sử dụng trên sản phẩm. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai cho biết, tới nay tỉnh đã có 28 trên 143 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đáng mừng là 7 xã có thành tích tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đều không rơi vào tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Năm 2017, tổng kế hoạch vốn dự kiến để xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai là trên 1.340 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn được lồng ghép linh hoạt từ ngân sách trung ương phân bổ, ngân sách địa phương, vốn huy động từ các tổ chức cá nhân, nguồn vốn từ các dự án. Đến hết tháng 9 năm 2017, tỉnh Lào Cai đã giải ngân được hơn 706 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch. Dù là tỉnh miền núi biên giới khó khăn, nhưng người dân tích cực tham gia đóng góp. Riêng trong tháng 10 năm 2017, người dân đã đóng góp đất đai, ngày công lao động, vật chất, tương đương số tiền gần 40 tỷ đồng. Người dân cũng tự nguyện hiến đất làm các công trình nông thôn mới với tổng diện tích gần 60.000 m². Tính tới nay, Lào Cai đã có 28 trên 143 xã đạt chuẩn, 7 xã được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Các xã này đều không để xảy ra nợ đọng cơ bản. Có được điều này là do cách làm nông thôn mới ở Lào Cai đều lấy người dân làm hạt nhân, làm tới đâu chắc tới đó, không chạy theo thành tích. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm sau, theo đó lương cơ bản được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng một tháng lên 1,39 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Theo đó, giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để, tiết kiệm chi, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi, do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định. Đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công. Hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn, không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ. Nghị quyết của Quốc hội cũng đặt mục tiêu tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là trên 1,3 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số chi là trên 1,5 triệu tỷ đồng.
Vừa qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Chi hội Luật gia Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức ngày hội pháp luật với chủ đề Nhà trường, học sinh với phòng chống bạo lực học đường nhằm tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông số 1 và Trung học phổ thông số 3 thành phố Lào Cai. Tại ngày hội, các em học sinh đã được phổ biến tuyên truyền về đối tượng, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường, dự phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự, trả lời câu hỏi tình huống nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, tìm hiểu những quy định của pháp luật về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, góp phần nâng cao trách nhiệm của các nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự trường học, giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật, nâng cao nhận thức của học sinh, từ đó phòng chống hiệu quả hành vi bạo lực học đường và các hành động tự phát của học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Chính vì vậy, ngày 14 tháng 11 được chọn là ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường. Tại tỉnh Lào Cai, hiện có trên 10.000 người bị mắc bệnh đái tháo đường. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình các bệnh nhân. Tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, bệnh nhân tiểu đường đang ngày càng gia tăng. Hiện bệnh viện đang quản lý trên 3.000 bệnh nhân. Nếu trong 4 đến 5 năm về trước, bệnh nhân đến khám chủ yếu là kiểm soát đường huyết, thì nay số ca biến chứng do đái tháo đường cũng đang tăng cao, khiến việc điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến nay thì như là suy tim này, suy thận này, xơ gan này, biến chứng thần kinh này, vân 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 rất là nhiều. Như ở bệnh viện nội tiết này thì cũng các cơ sở vật chất có thể gọi là tạm để đủ chẩn đoán, đủ để làm điều trị những cái biến chứng thông thường. Thế còn đâu những cái như là cơ sở vật chất kỹ thuật cao mà chuyên sâu thì chưa có được. Thứ nhất là con người cũng chưa đáp ứng đủ. Có những bệnh nhân biến chứng hoại chi, suy tim mạch và một số biến chứng nguy hiểm khác. Mới biết mình bị tiểu đường như trường hợp của bà Lan ở xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Bị bệnh tiểu đường khoảng 10 năm nay nhưng không hay biết là mình có bệnh. Bà chỉ phát hiện mình bị đái tháo đường trong một lần kiểm tra khối u hạch ở cổ bị mưng mủ. Chữa trị ở nhà mãi không khỏi, bà được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do biến chứng đái tháo đường gây lên. Lần trước thì cũng không biết là tiểu đường. Trước không biết tiểu đường? Vâng. Trước không biết thì mình thấy cái xong cái quá trình sinh hoạt thì thấy sức khỏe đó nó có gì khác thường không? Nó cứ bình thường vậy, cũng cứ ăn bình thường xong đi làm thôi. Ăn bình thường, uống vâng. Thường, không có một cái biểu hiện gì. Vâng. Là mệt mỏi khó chịu gì cả. Vâng. Đúng chưa? Vâng. Chỉ có gần đây nhất là cái mụn hạch ở đây quá. Vâng. Tuy nhiên đây chỉ là những con số nổi. Trên thực tế trong cộng đồng số người bị bệnh đái tháo đường còn cao hơn rất nhiều mà chưa được phát hiện. Do vậy việc khám sàng lọc phát hiện sớm tại cộng đồng là rất quan trọng. Người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra đường huyết, chỉ số nhân trắc học, đo huyết áp. Thì đái tháo đường nó lại còn gây như là giảm miễn dịch, lao. Lao nhiều lắm. Đấy, bệnh nhân viêm phổi do lao, bệnh nhân viêm phổi do các vi khuẩn khác. Đấy. Thì biến chứng của đái tháo đường thì vô vàn, nó nhiều đến mức mà nó gần như kiểu là một cái nơi để điều trị nội khoa trong bệnh đái tháo đường chứ không phải là điều trị chỉ riêng mỗi bệnh đái tháo đường không. Muốn điều trị được những bệnh nhân đấy, mục tiêu đầu tiên chúng ta phải kiểm soát tốt đường huyết. Khi kiểm soát tốt đường huyết chúng ta mới kiểm soát được tất cả các nhiễm khuẩn khác. Còn nếu như vấn đề đường huyết lằng nhằng cao hơn 10 rồi như thế thì không bao giờ kiểm soát nổi những cái vết thương như này vì nó không bao giờ liền. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, cùng với việc khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa, người dân nên tuân thủ chế độ ăn uống nhiều chất xơ, hạn chế chất béo, chất đường và chất bột, tập thể dục phù hợp với sức khỏe. Trên thực tế, chế độ dinh dưỡng và luyện tập với người đái tháo đường quan trọng không kém so với việc sử dụng thuốc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.